chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây. Phương Trâm kính chào quý vị khán giả của chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây. Thưa quý vị, hiện tại thì tình trạng mua hàng không trả tiền không phải là quá phổ biến, nhưng cũng không có nghĩa là không xảy ra, đúng không ạ? Và theo quy định của pháp luật, những ai cố tình mua hàng không trả tiền sẽ bị xử phạt hành chính, hoặc nghiêm trọng hơn thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Vậy thì tình huống có quá nghiêm trọng hay không nếu như những món hàng mua thiếu nằm ở giá trị thấp? Và xin mời quý vị cùng xem câu chuyện sau đây. Cấp báo, cấp báo, cấp báo! Cái gì vậy? Cái gì mà sùm trước tiệm tạp hóa cô Thủy bán đủ thứ? Nè, ông coi lại đi. Trời, nghĩ làm sao một tháng trời à mà tính tiền hơn 1 triệu bạc. Mua tôi sao thì tôi ghi như vậy chứ mắc mới gì không được 1 triệu. Ủa mắc cười ông quá à. Ông coi lại đi. Nghĩ sao nguyên cái xóm này không có ai mà không biết đi mua gạo mà mua lẻ. Trời ơi, ta mua 1 ký, 2 ký, 3 ký, 4 ký, 10 ký. Ông ghi tôi là 5 ký gữ. Ủa thì bà mắc cười với nhà bà ăn sao thì tôi bán vậy chứ mắc mới gì tôi không được bán 5 ký rưỡi. Ngộ ghê à. Rồi quên nữa, cái ngày 17, cái ngày đó là nguyên gia đình tôi đi đám dỗ. Mắc gì ông ghi vô trong này là tôi có mua 1 chai dầu ăn. Chứ hoặc bà không nghĩ là mua cái chai dầu ăn để đi đám dỗ hả? Dầu ăn đi đám dỗ được hả? Cái này tôi quên quên nhớ nhớ nè. Thì thôi coi như là tôi có mua chai dầu ăn đi. Ừ. Nhưng mà cái vấn đề này mới quan trọng nữa. Vấn đề gì? Cái ngày 20. 20. Tôi với ông đều biết rõ điều này nha. Tôi thường mua đường gì? Đường màu vàng. Tại sao ông ghi vô trong đó là 2 ký đường trắng? Trời đất ơi, đơn giản thôi, bây giờ bà về nhà bà hỏi con em chồng của bà đi là bà biết liền à. Ủa mắc gì hỏi em chồng tôi? Thì nó mua. Ủa ngon. Lúc nào nó mua xong cái nói không có trả tiền đâu, cứ ghi nợ là bà chị tôi, bà chị tôi, bà chị tôi, bà chị tôi trả tiền. Ủa ngon quá à, tự nhiên nó mua cái ghi bà chị tôi là tôi trả tiền. Ủa chứ sao? Bộ nguyên cái xóm này mua lại đây mua là kêu ông ghi bà chị tôi, bà chị tôi, bà chị tôi là tôi trả tiền hả? Nếu như bà không trả tiền cho tôi thì tôi với bà lên phường lúc đó là bà nợ tôi. Ông ngon, ông lên phường đi. Tôi lấy ông xe đạp tôi đi liền. Ông đi liền. Trời ơi, bà làm cái gì mà ra đường mà đứng la làng vậy hả? Ở nhà bà cầu nhầu chứ đủ, sao ra đường bà còn cầu nhầu nữa? Đó, bây giờ thấy mặt ông tôi hận liền. Ví dụ gì? Sao gia đình ông làm khổ tôi quá vậy? Ủa gia đình tôi cũng là gia đình bà vợ tôi mà. Con em ông đi qua đây này nó mua thiếu, nó bắt người ta ghi như là bà chị tôi, bà chị tôi, bà chị tôi. Rồi bây giờ người ta bắt tôi trả tiền kìa. Trời ơi, thì bây giờ em nó mua thiếu thì trả giùm cho em nó thì có gì đâu. Ủa trả một bà chị tôi đi chứ, cái này một loạt bà chị tôi ai mà trả nổi vậy? Về cái gì ông sẩm đây vậy trời? Để tôi. Đó. Cái gì vậy chị Hai? Có Út đây tôi nói nha cô Út. Cô Út mua đồ cho cô Út thì cô Út trả nợ đi. Tại sao khi bà chị tôi bắt tôi trả nợ là sao? Ủa chị Hai nói gì kỳ cục vậy? Em mua cho chị Hai mà. Ủa tôi nhờ có 1 lần 2 lần thôi. Mắc gì ghi vô trong này một đống bà chị tôi rồi tôi trả tiền. Ủa chị Hai, chị nhờ rất nhiều lần mà bây giờ chị nhớ khôn quá, chị nhớ có 1-2 lần là sao? Cái gì vậy anh Hai? Chị thôi, nói em qua mua cái này cái kia thì em ghi là bà chị tôi là tại vì chị biểu em mua mà, đúng không? Bé nói vậy đúng không? Bé nói đúng. Đúng cái gì mà bà đúng? Phải trả chứ. Không, tôi không có trả, nó mua nó trả. Bây giờ hai người mua đồ của tôi thì phải trả cho tôi, nếu không là tôi mét má tôi đó. Cái nhà đủ chưa? Bộ đẹp mặt hay là bây sao? Ra đường đứng la lối vậy mới chịu được hả? Cái gì vậy? Bà làm cái gì vậy hả? Cái tiền hàng tháng tôi đưa cho bà đâu hả? Tại vì tôi thấy là tập quá chỗ quen biết gần nhà thì mua trước đi rồi cuối tháng rồi trả tiền. Ủa vậy chứ bây giờ cái số tiền đó bà để không mà làm gì? Tôi chơi hụi ngày, cuối tháng hốt lời có nhiêu lợi nhiêu. Hay quá ha. Chị tưởng chị nói nhỏ là tôi không nghe hả? Sao chị sống gì được mà cũng sống được hay vậy chị Hai? Bây giờ chị có tiền á, buông ra thì chị lấy cái tiền đó chị đắp vô trong người chị. Còn chị biểu tôi là đi mua thiếu 1 triệu. Cái bản mặt của tôi vậy nè, mà bây giờ tôi phải đi mua từng cái ký đường. Cái bản mặt tôi nhìn ra là để đi mua thiếu 1 triệu cho chị. Bé làm như vậy bé cứ... Anh với em không hổng không, nó chửi tôi đó. Thôi tôi hỏi chị hồi nào. Thôi, mày biết chị mày có tiền, bây giờ chị mày mua thiếu mày phải thắc mắc mày hỏi chứ. Mua 1-2 lần còn hợp lý, mua thiếu hoài tại sao mày không hỏi? Tôi... hỏi bà không được mày hỏi tao nữa nè. Tôi biết, tôi không cần hỏi ai hết, tôi biết bà có tiền nhưng mà tôi nghĩ là chị em không có cần thắc mắc. Bà cần thì tôi giúp bà thôi, bà có nể tình chị em không? Thôi đi, còn ông nữa hả? Cái gì? Trời đất ơi, phải chi nhà tôi khổ, nhà tôi không có tiền thì không nói, nhà tôi giàu có tiền mà ông cho mua thiếu làm cái gì? Thì chính vì giàu quá cho mua thiếu thì bình thường đâu có gì. Ông nhìn đi. Nhìn nè. Nhìn mặt tôi đi. Thì nhìn nè. Nhìn mặt vợ tôi đi. Hả? Nhìn mặt em tôi đi. Hả?
Bộ uy tín lắm hả? Đàng hoàng tử tế. Mua thiếu một hai lần thôi chứ, mua thiếu hoài mà cứ bán thiếu hoài vậy. Đâu có, bà còn nói là để cái gì cuối tháng mới gom lại bà trả một lần mà. Trời đất ơi, nhưng mà đâu đó phải rõ ràng tiền bạc mà trời. Trời đất ơi, thì có gì đâu, thì bà con cô bác láng giềng không mà cho tao thiếu có sao đâu. Đó, bởi vậy tình làng nghĩa xóm ha, tình cảm chị em ha, mua thiếu mua chịu, chồng chéo rắc rối, mất hết rồi đó. Trường hợp mua hàng không trả tiền có thể bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định trên, thì người mua hàng không trả tiền có thể bị truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Cụ thể, trường hợp người mua cố tình dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để không phải trả số tiền từ 4 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 4 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội cướp tài sản, tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tội cưỡng đoạt tài sản, tội cướp giật tài sản, tội công nhiên chiếm đoạt tài sản, tội trộm cắp tài sản thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.